kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, những ngày qua, thông tin cô gái 21 tuổi mất tích rồi bị sát hại ở Hà Nội đang khiến cho dư luận không khỏi xôn xao. Nhận định vụ việc dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Trần Hoàng Vũ, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn AEC, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng lực lượng chức năng cần làm rõ một số uẩn khúc trong án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Liên quan đến vụ nạn nhân LTTL năm 2003, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, mất liên lạc từ hôm mùng 7 Tết Giáp Thìn. Tối ngày 19 tháng 2, Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã xác định và bắt giữ nghi phạm là HMH sinh năm 2004, quê quán Bắc Giang. Trước đó, nạn nhân được phát hiện tại một ngôi nhà cho thuê trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Nêu quan điểm về án mạng, luật sư Trần Hoàng Vũ, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn AEC, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhìn nhận, trong vụ việc này, liên quan đến một số tình tiết đáng chú ý là nạn nhân ra khỏi nhà có mang theo tài sản cá nhân. Cơ quan chức năng sau khi phát hiện ra nạn nhân sẽ tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong và xác định các tài sản trên người của nạn nhân. Các tài sản nạn nhân mang theo khi mất tích còn hay không? Có dấu hiệu bị tấn công để chiếm đoạt tài sản hay không? Hiện trường có sự vật lộn xáo trộn hay không để xác định động cơ, mục đích thực hiện hành vi phạm tội và dấu vết để lại trên hiện trường của hung thủ gây án? Theo luật sư Vũ, nạn nhân là nữ còn trẻ tuổi, cần xác định xem trên cơ thể nạn nhân có dấu vết bị tấn công, bị giở trò đồi bại hay không, để xác định xem có nguyên nhân là động cơ cũng như dấu hiệu phạm tội về hành vi giở trò đồi bại đối với nạn nhân. Một điều cũng đáng chú ý trong vụ việc này là cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân ở phòng trong căn hộ chung cư cho một người khác thuê. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ người thuê ở đây là ai, có mối liên hệ gì đối với nạn nhân. Đồng thời sẽ làm rõ khi rời khỏi nhà, nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội. Sẽ truy tìm điện thoại của nạn nhân, qua đó xác định các thông tin giữa nạn nhân với những người khác cho đến khi nạn nhân bị sát hại. Việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ. Hung thủ gây án sẽ phải có động cơ. Có thể do mâu thuẫn thủ oán, có thể vì muốn cướp tài sản hoặc muốn giở trò đồi bại nên đã sát hại nạn nhân. Vì luật sư thông tin với những vụ án có tính chất nghiêm trọng như vậy, thông thường đối tượng gây án sẽ bị xử lý về hành vi là sát hại người, cướp tài sản hoặc là sát hại người rồi giở trò đồi bại. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật. Luật sư Vũ cho biết, dù nguyên nhân nào đi chăng nữa thì hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ là hành vi quá tàn nhẫn, không có tính nhân đạo, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Bởi vậy, đối tượng gây án sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Qua vụ việc trên, luật sư nhận định có thể nhận thấy hiện nay, giới trẻ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những thông tin, nội dung phim ảnh có tính chất man dợ trên mạng xã hội, dẫn đến có những hành vi lệch lạc, trái đạo đức và pháp luật. Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi phạm và đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ hành vi và các tình tiết quan trọng có liên quan đến sự việc. Có thể vụ việc có đồng phạm nên cơ quan điều tra chưa công bố thông tin cụ thể của nghi phạm. Luật sư Trần Hoàng Vũ thông tin, hiện tại cơ quan điều tra chỉ công bố thông tin cá nhân nghi phạm. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ mối liên hệ giữa nghi phạm gây án với nạn nhân để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Các thông tin liên quan đến vụ việc, vụ án trong giai đoạn xác minh tin báo và trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự là những thông tin mật. Tùy vào tính chất của sự việc mà cơ quan điều tra có thể thông báo công khai đến báo chí, dư luận, mức độ thông tin cần thiết ở những thời điểm cần thiết. Còn về nguyên tắc là phải đảm bảo bí mật điều tra, việc cung cấp thông tin, công khai thông tin trong quá trình xác minh không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều tra vụ án. Cơ quan điều tra sẽ cân nhắc thông tin công khai về danh tính của hung thủ ở thời điểm cần thiết khi đã xác định rõ hành vi, động cơ, mục đích thực hiện hành vi phạm tội. Về cơ bản đã làm rõ danh tính của các đồng phạm khác. Luật sư khuyến cáo người cho thuê nhà nên có các quy định riêng để đảm bảo an ninh trật tự. Các quy định này cần được công khai rõ ràng với người thuê. Bên cạnh đó cũng phải có các điều khoản xử phạt nếu họ vi phạm. Nên tìm hiểu và chọn lọc khách thuê, bắt buộc phải đăng ký tạm trú cho tất cả những người thuê để tránh rắc rối không đáng có cho người thuê có hành vi vi phạm pháp luật. Liên quan đến án mạng trên, chuyên gia pháp lý cho rằng rất có thể vụ việc có đồng phạm nên cơ quan điều tra chưa công bố danh tính nghi phạm sát hại thiếu nữ bị mất tích tại Hà Nội. Chi tiết nguyên nhân sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ HMH, sinh năm 2004, quê Bắc Giang, để làm rõ hành vi sát hại chị Lê Thị Thùy L, sinh năm 2003,
trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chị L là thiếu nữ bị mất tích từ ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết, và được cơ quan công an phát hiện tử vong tại một khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy 3 ngày sau đó. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án và hành vi phạm tội của H vẫn đang được công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, khi nêu quan điểm về vụ án cho rằng, việc tìm thấy cô gái mất tích tử vong là thông tin gây sốc cho gia đình nạn nhân và khiến dư luận bất an khi thời gian qua xảy ra một số vụ việc nạn nhân nữ mất tích do bị sát hại. Cụ thể, vụ việc có đồng phạm nên cơ quan điều tra chưa công bố danh tính chi tiết của nghi phạm này là hợp lý và cần thiết. Các thông tin liên quan đến vụ việc, vụ án trong giai đoạn xác minh tin báo và trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự là những thông tin mật, tùy vào tính chất của sự việc mà cơ quan điều tra có thể thông báo công khai đến báo chí, dư luận, những mức độ thông tin cần thiết ở những thời điểm cần thiết. Trong đó về nguyên tắc, phải đảm bảo bí mật điều tra. Việc cung cấp công khai thông tin trong quá trình xác minh, điều tra phải không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều tra vụ án. Cơ quan điều tra sẽ cân nhắc thông tin công khai về danh tính của hung thủ ở thời điểm cần thiết, khi đã xác định rõ hành vi, động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội của hung thủ. Về cơ bản, đã làm rõ danh tính của các đồng phạm nếu có. Khi có bản cáo trạng để truy tố đối với các bị can, sẽ công khai quan điểm của viện kiểm sát và công khai các tình tiết quan trọng về vụ án. Khi xét xử công khai, tất cả các tình tiết trong vụ án sẽ được công khai tại phiên tòa để thực hiện hoạt động tranh tụng theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Nếu kết quả khám nghiệm và thực hiện các hoạt động tố tụng cho thấy nạn nhân bị tử vong là do bị sát hại, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong vụ án trên, khi phát hiện nạn nhân, cơ quan điều tra sẽ khoanh vùng, xác định hiện trường để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường, các dấu vết trên nạn nhân và tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong, thời điểm nạn nhân tử vong. Không loại trừ khả năng nạn nhân bị sát hại ở một nơi khác rồi bị mang dấu xác đi một nơi khác. Bởi vậy, việc xác định hiện trường chính của vụ án, nơi nạn nhân tử vong là rất quan trọng để xác định được nguyên nhân tử vong và dựng chân dung hung thủ. Một điều cũng đáng chú ý trong vụ việc này là cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân ở phòng trọ của một người khác, nên sẽ phải làm rõ người thuê trọ ở đây là ai, có mối liên hệ gì đối với nạn nhân. Đồng thời, sẽ làm rõ khi rời khỏi nhà, nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội. Cơ quan công an sẽ truy tìm điện thoại của nạn nhân, rà soát danh sách điện thoại để xác định các thông tin giữa nạn nhân với những người khác cho đến khi nạn nhân bị sát hại. Việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ. Hung thủ gây án sẽ phải có động cơ, có thể do mâu thuẫn thủ oán, có thể vì muốn cướp tài sản hoặc muốn làm chuyện đổi bại với nạn nhân nên đã sát hại nạn nhân. Cũng có thể hung thủ gây án là người mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng rượu bia, chất cấm dẫn đến mất kiểm soát thực hiện hành vi. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật. Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ ở thời điểm Tết âm lịch là hành vi rất tàn nhẫn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Bởi vậy, đối tượng gây án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Hiện vụ việc cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.